ta cũng đã tạo các thân ác hạnh, các khẩu ác hạnh và các ý ác hạnh. Vậy nên thì làm thế nào mà sau khi chết đi ta lại không bị sanh vào cõi dữ khổ cảnh đọa xứ địa ngục? Người ấy vì sợ hãi sự xa đọa nên từ bỏ tam nghiệp ác hạnh và tu tập tam nghiệp thiện hạnh, giữ mình cho được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là e sợ sự xa đọa khổ cảnh. Này các tỷ kheo, đây là bốn trường hợp e sợ tội ơi.